Thì xin chào ông bà cô chú anh chị Ủa, đến với kênh ông chị em xa xứ nha. Thì kính chúc ông bà cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình. Giờ thì ăn cơm. Ủa sao mẹ không có đũa à? Đứng dậy lấy đũa qua. Giờ thì mới đi bán về 11 giờ rưỡi rồi cô chú anh chị. Thì ăn cơm. Thì mời bà cô chú ăn cơm nha, bố ăn cơm. Cứng như hả? Nó vào trứng vào tủ lạnh các bạn. Sao ba biết trứng là thật ạ? Nhìn nó biết cái gì. Nghe mùi đá ăn đá sực sực luôn. Lạnh quá. Lạnh luôn. Ăn cái miếng ghiền vô ngon lắm. Bổ lắm. Thơm. Nó không có nghe mùi. Chỉ là ăn cá kho ở ngoài Bắc nữa là cô chú chị. Ăn miếng ghiền. Không có cay không? Cay gì không? Cái đâu có ăn. Ờ con ăn thử thì không có cay mà. Không. Ông đâu lấy là. Nó bình bùi, thường thơm, nó bùi lắm. Nó bùi cho ăn phải làm. Nó không có nghi mùi gì ngon còn mà gần lắm. Cái đó hả? Đấy. Được rồi, được rồi. Đâu có mà dạng cũng bồi mà ăn được gần nó ăn cỡ nào cỡ nó cũng như mùi gần nó còn duyên ừ. Không lắm là hay là do mình đốt nó bồi cá lắm mà cá nữa tàn cái cá còn cái khác nó phải khác không? Chẳng thấy ai nói lời đây. Anh mãi. Hôm nay nhà Thủy ăn canh tầng ô. Tầng ô Thủy bán 15.000 ký của chú anh chị. Người Bắc gọi là cúc. Dạ cải cúc á. Người Bắc gọi là cải cúc. Người Nam gọi tầng ô. Nhà mình là vườn đẩy rau. Cái rau này là xô xô hào, xà lách rồi đẩy. Mùi lạnh là trồng hả? Trồng chỗ nào bố? Rắc hột như cái. Mà chỗ nào? Nhà mình thật đất rồi mà. Vậy á, sao cô chú điền nuôi gà? Không, gà điền nuôi ở cái vườn sông ấy. Cái vườn đất từ con thôi mà. Xây bốn quanh rồi, xây ao đấy. Xây lại rồi. Xây kín bốn quanh rồi. Chi không? Xây xong rồi. Xây xong sơn trắng. Từ cao 1,5 m. Có bởi ao thế. Quét sơn. Không mua đi mua quét còn thủ sơn ở nhà nữa. Hôm nay thì phải quét cái quát cho mẹ. Còn thủ sơn đang quét nhà. Thì chắc không có điều quyết 2-3 lần chắc. Để cho khô hết cách nó tốt. Khô rồi. Khô trường trắng rồi. Mùi như dùng ấy xây cả tất cả 6 công. Còn nhà ông Hảo xây bờ ao ở đâu? Ao trước đây cái chỗ đảo ao dưới ruộng này. Còn gắn ra cái thúng gạch này không dựng đấy. 200 thống ô tô thả xuống rồi giờ ông Huyên cũng phải ở đâu anh mãi chỗ nào
khoai ao nhỏ nhỏ à, xây bờ ao để làm cá luôn hả? Rồi cần ngắm cái mảnh trước vậy nè, nước những ao mình mà phải vậy là khỏi trồng cây luôn hả? Nói trồng cái lỡ bờ phải lỡ xuống à, một cây nè trên hoa cho nó vẫn là kẻ à, đúng rồi. Nhưng mà kẻ thì hắn nào yêu thế này bạn ăn khó khử à, để nhà con ở đây cứ ăn khó khử còn nhiều cho chó ấy. Ông ăn đi, đừng có nhường cho mấy đứa này, nó đâu có ấy đâu, nhường gì đâu mà nhường. Ăn cái mình không biết đâu. Ăn thịt lợn đó nè, đẹp ngon nè. Sáng mà đâu không? Ô, Phan Anh. Ô, bánh bao, ồ bánh bao không, ừ. Bánh bao sợ mới đi vô nha. Con xích thì đứng bên cạnh bên này, còn bánh bao đứng bên này, còn bánh bao nó nhảy lên cái chậu đó, con xích đâu biết đâu, đứng ở đó nó tìm hoài luôn. Bánh bao nó sợ, ơi, sợ đi vô ngồi luôn kìa. Tát đầu ta. Sợ những đồ cắn. Trời ơi, không cắn làm gì, bánh bao khừ lại bánh bao. Người đứng ra tìm bánh bao, đi vô trong đây luôn rồi. Nó nhảy lên cái chậu nó đi rồi. Hồi nãy thì đứng với nó tìm quá. Không biết. Anh Khánh nó không múc. Múc qua anh. Không ạ, có ạ. Mấy em đùa là nó bút khi mà chặt thôi là thôi ai không hết bỏ vào hết bỏ vào nó làm tiêu cứ anh em của tôi mới đó, cái đó cái trứng để sửa này đây rồi không ăn hết được, ăn hai con cứ ăn đến đây không ăn hết được. Không ăn con nữa đâu nha em ơi. Chiều đem mấy cái chai nước mới lên, đem mấy chai nước cũ xuống nha. Nước gì? Bánh bao nó ngồi hả? Bánh bao nó ngồi hả? Cái sao? Thôi con không ăn đâu. Con no. Nào đi làm gần đi làm. Từ hồi nào tới giờ chưa bao giờ ăn cái đầu tôm luôn á. Anh Mãnh gỡ cái thịt không à. Một bữa nay hồi tối đi ăn cái đầu cơm con nặng ngon ghê ha. Bởi vì lý do sao ta thích ăn tôm càng sao không nhận ở đây nó tôm này nó còn sống chắc nó ngon nữa ha. Đúng rồi. Nó ngợp quá rồi. Chưa. Không được qua đấy. Con còn thấy con dứa nó ngợp hết rồi. Nào gần đi làm nữa ăn tao lan. Thôi con đâu có ăn cho lan. Không có ăn đâu. Anh mãi nấu cho ảnh với lại bố. Thôi không làm đâu. Nó mà tao là trước không thấy nào. Ồ, nó không ăn luôn, không nhận thì. Ồ, nó lại đi ra, nó không ăn. Nốt ra nhận nhé. Dạy thiệt chứ. Không ăn luôn đi. Không ăn. Bà còn cái đầu nó ngon quá không? Ngon. Đầu nó béo rồi. Cái anh nó bắt đầu đi. Con lắc rồi.
hồi bữa nhà mình nó vứt đồ đi nhiều lắm. Cái mắt quý ăn nó sáng hả? Không mắt. Hồi bữa nhà con vứt cái đồ đi nhiều lắm. Đó. Rồi. Hồi bữa bố cái đồ nhà con đâu có ai ăn, nó bỏ. Nhiều. Thôi. Nhiều quá rồi sợ ăn. Nhiều quá ăn quá. Thằng Thiên. Con ăn rồi. Thiên hồi đồ. Hai. Quá. Bữa nào chở bố đi ăn ốc ở dưới đây nè. Không, cho bố biết. Ốc ốc gọi là cái gì sò không biết gì. Ừ. Thương quá chị chú bố ăn rồi. Thì đi ăn cho biết, đi đâu? Ăn miền Tàu, miền Nam cho biết. Dạ. Chủ yếu đi ăn để quay video. Không, em không có ăn đâu nha, mà ghé không ta? Ăn thử, có không. 2 ngàn. 20 ngàn. 20 ngàn một chỉ á. Cái nào cũng vậy. Ồ, khoai này ngon chứ hả? Khoai này ngon lắm. Mới gạo cho ăn đó. Ôi ơi. Review mà. Đâu anh Hải đem đây em đây. Nóng không? Ừ. Đưa đây. Anh này tốt lắm. Tốt mà con có ăn đâu. Mập thù lù mà ăn cái gì. Như chỗ chè mà trong Nam. Ồ, cô chú anh chị anh Hải anh đem về cho bố nấu chè khoai cháo lan, ở ngoài Bắc gọi là cháo lan hả bố? Còn ở trong miền Nam gọi là chè, cô chú anh chị có đường ở trong này nữa. Đậu phộng với lại khoai lang với lại đường. Mà ở ngoài miền Nam mình thì gọi là chè đúng không? Ở ngoài Bắc gọi là cháo lang. Ngon lắm, một nồi luôn nè cô chú anh chị. Nhà có nấu cho anh Mãi với lại bố tôi chứ Thủy ăn ít lắm. Mà khoai lang màu trắng nhà Thủy bán 10.000 ký. Khoai lang Thái có 10.000 ký Thủy bán hết rồi. Nè, anh Mãi múc cho Thủy nửa chén. Ngon lắm, Thủy... Thì mới ăn cơm no lắm cho nên nó giờ ăn một xíu nữa à. Thì mời ông bà cô chú ăn cháo lan với Thủy nha. Tôi ăn xong rồi anh nhớ. À đúng rồi, sao anh không có anh không có gọt thêm cái củ mì vô? Có củ mì hả? Ồ vậy hả? Cái này là anh chế hả? Hay sao? Chứ vậy bắt đâu có bỏ củ mì đâu đúng không bố? Sánh. Nhìn sánh vậy. Nó y như chè hả? Mà ngoài bắt sao gọi là cháo lên. Nó nhạt hơn. Không ăn đá thì gọi là cháo. Nước cháo gọi là nước cháo. Không, không ăn đá hay ăn đá gì cũng gọi là chè. Bây nuôi chè luôn. Em ăn thử biết. Ăn thử đi ngon. Lạ miệng không cô chú anh chị ngon. Không rửa tay. Rửa tay. Xuống bỏ củ mì vô ngon ghê á. Củ mì nó vàng ươm luôn. Mấy người già, người ta già, người ta ăn cái này cho ăn tốt cho tim mạch. Coi lên màu trắng ngon của chú chị. Bỏ miếng củ mì. Coi lên này ngon ghê á, chứ không có giỡn đâu. Nó xấu xấu gì mà ngon ha. Con nhiều lắm. Thôi. Để hết này lại nữa. Cho miếng. Tạm hai lần. Cứ mỗi cho lần đó. Giống kìa. Nó nhạt nhạt. Thôi mà. Hay. Ăn này cũng ngon. Dạ, nó đói. Đậu phộng thật sự ngon ha không ai? Nó gần đi làm nữa, anh bắt tôi đi làm. Làm chỗ này. Bố lên nước ở trong cái ấy, bố nước bình, nước chai. Nước chai nè, bố uống nước chai. Mấy bữa ông Hoàng ông lên nhà con có mua thùng này. Ngon của chú anh chị thì ăn thêm. Múc ít thôi, múc cái nước thôi, không múc mấy kia. Múc cái nước, đừng có múc đậu phộng luôn. Em ít ăn đậu phộng.
nhầm lát nó ngon hơn là nhầm ấy. Nên là để cục, để cục ra chứ. Thì ăn thêm một chén nữa luôn. Rồi. Mà dạo gần đây mình mà ăn nhiều quá nó đau bao bụng. Thôi đừng có bỏ gạo nếp vô. Quyền. Ăn gì là ngon rồi. Quyền nó lắm. Nếp vô nữa là không phải chè luôn á. Là cháo thật sự á. Mà ở ngoài Bắc thấy bà Hiên bà đồ hay nấu ha. Nhà bà Hảo. Thì á. Thì hả? Hôm bữa mẹ vô á, con bán ế khoai lang á, mẹ lấy mẹ cắt ra xong mẹ phơi, mẹ nói mẹ để về quê mẹ làm. Cháo là cơm lang. Cơm lang. Cơm đấy. Có làm không? Điền rồi nó bán. Cơm lạc và cơm thổi xin thoại em. Cơm lang đó. Phải hầm đấy, xong đầu giá là nó mít. Hồi bữa ăn của bà Hiên rồi con ăn của mít, bà Hiên nó mít gì hết rồi nó cơm này thái ra ăn quê tặng nó nắm không ngày xưa đâu có giá, hồi xưa nấu rồi không bỏ bát không ăn được nặng nặng nó màu đen đen đúng không. Bỏ mấy cái đầu lại đi. Mấy cái này lại đi. Nó đâm á. Đừng có cho con chó. Con có dẫn đi thích nó con. Chiều hả? Ủa con thi chiều không? Chiều nữa. Giờ con đi. Giờ này hàng bây giờ hết rồi, hết bán. Con bán. Bán xuống sáng mai đi. Sạch mà bán. Mai đi bình mốt. Thôi chưa. Mà mai đi bình điền thấy các cô. Anh ghi vô chưa? Không có lấy khô cá gì hết thì lấy tới một nắng như vậy. Cá ấy thôi à. Cái cơm á. Cơm thôi. Mấy kia mà khó tái không được nhiều nó không bỏ đi. Lỗ đâu, cá sặc em cũng, cá sặc anh còn không? Không biết. Anh giao cho em. Thấy cá sặc thì lấy cá sặc thôi. Ừ. Cá sặc với lại ấy rồi, cá sặc với cá khô với lại có ba món thôi. Cá cơm này. Và chứa đầy đủ, đầy đủ, đầy đủ, mỡ ra. Mai mốt vui vẻ đóng hết cũng cần. Ai mà ăn? Muốn ăn đóng rồi đó, để làm gì đã đây chặt tủ lạnh. Nộp ra mỡ ra mỡ ra gà. Tại vì anh ngồi dưới cho cái quần rẻ nó. Nó mới vừa vừa thôi. Mới chuẩn bị vài 2 triệu bán cả được nhiều. Mang về nó về những anh tròn rồi. Anh cả tủ lạnh mà ăn chứ thôi. Chỉ làm mấy. Cái nào đem về đem thôi, còn cái nào để lại. Như ức đồ đâu có biết ăn đâu mà. Dạ biết thôi. Rồi dạ. Nó thấy chưa, nó cũng lì à. Nó sợ con xúc xích mà nó cũng chạy ra đó à. Bánh bao à. Nè nó nhảy xuống kìa. Nó rồi ăn nhảy xuống đó. Nó đi kiếm con này con kia nó cắn. Xong nó lôi vô. Rồi đó nó đi luôn rồi. Đây. Nó phơi đồ hả bố phơi? Cháu phơi. Phơi sáng mà. Phơi đi làm. Ngày nào cũng con cũng biết nó dậy sớm để phơi. Phơi đi làm. Đi học. Mấy giờ dậy? Bố có kêu dậy không hả? Tự dậy. Gọi hết bố gọi. Gọi hết bố dậy học. Bố dậy như vậy là 5:30 6 giờ. 6 giờ. Thủy ăn cơm xong rồi cô chú anh chị chắc Thủy xin dừng video tại đây. Trước khi dừng video Thủy xin ông bà cô chú anh chị cho Thủy một cái like, một lượt chia sẻ nha. Cô chú anh chị nào yêu quý Thủy nhớ đăng ký cho Thủy với nha. Nhớ ấn vào cái chuông nữa để nhận thông báo từ video mới nhất của Thủy. Giờ Thủy chào tạm biệt ông bà cô chú anh chị. Hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị clip sau. Bye bye.